Hello, chào cả nhà. Hôm nay anh em mình sẽ đi thành Nagoya. Mình sẽ đi quay lại thành Nagoya cho các bạn xem. Hôm nay mình sẽ đi cùng với ba Culi. Đây, ba Culi đây. Xin chào. Đi thôi. Đi thôi anh em ơi, thành Nagoya nhá. Đó là cổng thành Nagoya nhé bạn. Mình đang đứng trước cổng. Hôm nay trời tiết khá lạnh. Giờ mình sẽ đi vào bên trong cái thành Nagoya này. Nhìn rất là rộng. Wow. Hôm nay mùng 1 nha các bạn, ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thì anh em mình đang đi thành Nagoya để quay lại cái thành Nagoya cho các bạn xem. Đây là cái thành rất là lớn. Hôm nay có rất là nhiều người Việt Nam đi xem bên đây. Mình đang đi vào cái cổng nha mọi người. Cái cổng này, cổng thành Nagoya đây. Hôm nay có rất là nhiều nữ nha, rất nhiều bạn nữ xinh xắn đây nha. Thời tiết bây giờ là mấy độ nè, Khánh nhờ? Bây giờ chắc phải 3 độ nhờ. 5 độ, bây giờ hiện tại 5 độ khá lạnh. Mọi người ai cũng mặc áo khoác hết. Rồi mình vô bên trong cái thành Nagoya rồi nha mọi người. Wow. To như một lâu đài nha. Ở mình có phải mua vé không? Có chứ. Mua vé chứ, chuyên tiền trao được. Bao nhiêu vé nhỉ? 500 yên. Ui, vé 500 yên. 500 yên mọi người ạ. 500 yên các bạn ơi, mua vé 500 yên để vào. 500 yên. Em nhìn chứ người lớn thôi. 500 yên là 100 nghìn. 500 yên là 100 nghìn. Bây giờ là 3 giờ mấy rồi, 3 giờ mấy chiều rồi. Tranh thủ đi cho tí nó tối không? Bây giờ mình sẽ vô đây mua vé nha. Mua giùm anh đưa tiền nha. Đem qua cho. Mua đi, ra được rồi nha. Chết mẹ em còn bắt đầu một xem nữa. Hết tiền rồi. Nhanh tiền đấy. Không đỏ đâu, ông man đấy. Không đánh cái đồ man này. Mấy không xem đâu. Để em mua theo. Đứng đi, ta. Mày cứ cầm này, ta đang quay. Ta cách được mà. Rồi lấy vé, chờ tí. Mình sẽ vô lấy vé cho mọi người. Đi lấy vé. Được chưa? 4 vé. 1 vé 500 yên. Đi thôi. Đi cứ xô. Đi thôi. Hello, vào rồi nha mọi người, vào thành Nagoya rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay thêm một vài đoạn cho mọi người xem. Đi thôi. Vừa rồi là qua cái cổng xuất vé. Anh em mình đi 4 người thì mất 2 sen. 2 sen tầm 400 nghìn. Nhưng mà phải là bây giờ đi đâu? Đi xem cái bản đồ, có bản đồ không anh ạ? Đi xem bản đồ đâu mà. Đi. Hôm nay thời tiết đẹp nhờ. Trời nắng đẹp hết đấy. Không trời hơi lạnh. Bên kia có rất là nhiều người. Xem đi chỗ nào nó đẹp nhất đi. Sau như chỗ nhỏ nhỏ thì mình sẽ đi sau. Thành này. Cái này có thể mình gặp đi mình vẫn lấy hình ảnh nhưng mình cắt tiếng. Đó là gì? Quà lưu niệm. Đây là một cái quà lưu niệm ở cái thành Nagoya. Rất là nhiều đồ. Được sên cái mũ kìa. Sên cái mũ Nagoya. Ai mua gì không? Nagoya Boshi à. Ai mua gì không? Sên hát quên. Sên nhưng mà sên chất lượng như nào. Rất
là nhiều đồ đẹp nhưng mà mình chỉ xem qua sơ qua thôi chứ không mua đâu. Bạn mình nó mua gì đây biết, mua gì đây. Mua đi. Mua đi cầu may mắn. Konnichiwa tashite. Này mẹ. Cười cực. À tụ. Xin lỗi mình sẽ quay lại đi. Đi tiếp đi, đi. Tranh thủ thời tiết đẹp rồi mình đi quay thêm cho các bạn xem. Tí nữa tối mất không thấy đường. Bên trái là bên phải nhá, bên phải đây. Có một cái sự kiện gì rất là đông người là mình tới mình xem nào. Thời tiết đẹp nhá. Đây có lễ hội gì đây? Có vẻ đi sang bên cánh gà. Gì không biết, mình cũng không rõ lắm. Sẽ quay lại cho các bạn xem ở thành Nagoya đây. À, ba chú bảnh. Xin giới thiệu cho bạn nào. Đây là biểu tượng của Nagoya. Đây giống như là xin gì mấy võ sĩ của Nhật Bản các bạn. Samurai. Mọi người phải xếp hàng này, xếp hàng rất là dài như thế này để được xin chữ ký và chụp hình này. Ở đây cũng có rất là nhiều người Việt Nam này. Chết lạnh quá, trốn nổi rồi. Xin nhiều ký không? Ai xếp hàng không? Lâu đúng không? Dài. Chỉ cả trăm người. Rất mất thời gian nên chắc mình không có xin nhiều ký. Quay phim thôi. Đi thôi. Đi về, đi tiếp về. Đi vô cái thành kia đi. Đi lên thành nào bây giờ. Lên cái thành cao kia. Thành thủ để tối. Đang đi sâu ở bên trong nhưng mà không biết đang đi về đâu. Mình cứ đi lang thang mà thôi. Quay lại cho các bạn xem. Mọi đang đi này cũng không có. Lên đâu các
ơi, gió to quá các bạn ơi, lạnh nữa chứ. Ờ, hình như mình chưa vô thành rồi đúng không? Mình đi qua đâu xong rồi vòng lại nhỉ? Hôm nay mùng 1 nên là có rất nhiều người. Đây là hình như đó có mấy cái khu cửa hàng bán đồ ăn nhưng mà người ta đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. À vẫn còn. Hai đứa về máy thì Dương nó dùng thì nó buồn lắm. Đây ở trong này thì mình có mấy cái gian hàng bán đồ ăn nè các bạn. Đồ ăn đâu? Mình chưa đói bụng nên chưa ăn đâu, mình sẽ quay sơ qua thôi. Xem có cái gì đây. Này chút xúc xúc xích rồi. Xúc xích Đức. Đi nhanh cho nóng người đừng đứng lại. Đi tới đâu được bạn ngoại? Có vẻ lạnh quá nên sao mọi người ăn nhiều nhỉ? Đây, toàn đồ nóng này ấm lắm ấy. Phần mà ăn nhẹ. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong nha bạn, vô trong sâu hơn nữa, vô trong trong mấy cái thành mà cao cao lúc nãy mình quay á. Lạnh quá. Đây là cái cổng để vô trong thành. Đi thôi. Đi, cần thủ mình cứ đi thôi. Đi đến trời tối rồi, tối không thấy gì hết. Nhanh, vô trong kia xin mình chụp hình cái thành đi, không để tối. Đi. Bên kia chắc ở trên kia bên kia chắc người ta đang đi thắp thang đi đâu nhỉ? Wow, đẹp không bạn? Đây. Wow, mình vừa bên trong các bạn mình thấy cái có một cái nhà bằng gỗ rất là đẹp này. Đi tiếp thôi các bạn ơi, ngày trời nắng này quá. Cái lâu đài Nagoya. Đấy, các bạn ở trước mặt đây đang đến rất là gần rồi. Xem gì đấy? Số à? Chụp hình đi, chụp hình đi. Rất là đông người. Đây là cái lâu đài nổi tiếng ở Nagoya các bạn.
cả. Đi tranh thủ ra còn sáng mình đi để tí nó tối rồi xem đi. Đang cái đoạn sáng này, đoạn sáng là gì? Đang sáng lại thành tối. Đâu? Chỉ chụp ảnh thôi, không chụp like thì nó để giữ nguyên cái độ sáng này. Đang sáng này thành tối rồi. Ừ, đang sáng là thành tối mà. Tại mày đấy. Chụp như shit. Đi gần lại hơn nha bạn, đi sát lại cái chân của cái lâu đài này các bạn xem, quay các bạn xem. Vô trong tí nữa, mình đang ở cái chân của cái thành Naoya, cái lâu đài này. Mình vô trong xem có cái gì hay không. Ôi còn rộng lắm các bạn ơi, rất rộng luôn, đi mãi không hết đấy. Lạnh quá, này gió to. Mama push, I want to use that. Reach more. Tình kia như thế nào? Đó rồi, hai ông kia rồi. Dạ, bên trái. Rộng quá nhỉ? Bên này, để xem nào. Thank you.